Mưa có dạng không? Sao ông không hỏi là mưa mưa anh Khải anh có cái gì mà gọi là cho nó vui vẻ không hay gì đi? Có gì ăn vui vẻ được chứ, đang đói bọc buồn ăn vô cái là vui liền, Ăn là vui liền đúng không? ăn cái no là ăn vui liền. Có ớt được không? Ớt ăn không được, Ớt trong tủ nhiều lắm. ớt ăn được, có thịt không? Mà làm cái gì mà ăn thịt ra, chẳng lẽ giờ này lấy thịt ra ăn cơm thần nghĩ sao Thì vậy? kiếm gì nhậu đó. À nhậu đúng không? À, thằng nói câu đó. Ừ lấy cái gì có trong tủ có gì ông làm miếng gì, rai rai vài ba ly đó cho nó Có gì vui. không? Có nhiều lắm. Thịt bò Đi vô đây vô đây. đó, Thịt gì cũng có. Bây giờ được ông chưa? ăn muốn ngăn lạnh hay ngăn mát? Cả hai cái nào ăn được ăn hết. Đồ. Thịt bò đông đá. Bò À chưa, còn nhà tôi cái gì cũng có chứ, có điều kiện nhà tôi nhiều. Thịt bò sao đâu, hôm nào thịt bò không hả? nhà tôi ăn gọi là ăn gối đầu biết không, À biết ăn rồi. gối đầu đó, anh thử là đây cái này là tuyệt vời đúng nha. Chả Không, cái này gọi là cái gì mình gọi là mình bỏ mình viên cục 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 mình bỏ trong trong cá lát hả? đúng 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 cá thác lát, ăn lẩu hay ăn nấu cái gì đó mình bỏ dưới đây cũng được đó. Này là tôi khoe thôi, khoe thôi chứ Khoai thì đóng còn lại hả? chưa chưa đã. Trời Ớt ơi. ớt ngâm rượu, này là gọi là tương ớt tự làm. Muối Tây Ninh tự làm, ớt cháy đó, cái gì cũng có nó trong đây một đầy một bịch luôn này đó, thấy không? Ủa, anh đi chợ xong là người ta bán bọc anh cái gì anh mang bỏ lại cũ hả? Thì mình về mình rửa này nọ là mình bỏ lại trong Đó là đây. cái sai lầm của anh á. Thì mở bọc anh mở cái lạnh ra nãy mở dưới đây nè, nhất cái bọc màu đen nè, em nghe toàn mùi bọc không à, với mùi đá của anh uống nè, nghe toàn cái mùi mùi bọc không à. Ba cái bọc này là bọc sử dụng một lần và nhất là những cái bọc đen á, anh để ý, anh để nghe nè. Nếu anh để ý á là mấy cái bọc đen á, khi mà người ta bán bọc mới cho anh á là rất là hôi đúng không? Có một sai lầm của tất cả mọi người, đó là mọi người lấy lại những cái bọc ở ngoài chợ mua về mọi người đem đi bảo quản, mọi người cứ nghĩ như vậy là mọi người tiết kiệm, nhưng thực sự là mọi người cái sai lầm. Mọi người muốn bảo vệ sức khỏe cho con cái một mầm mống tương lai của đất nước á, Cái chúng gì ta nên bảo vệ, ông nói gì? muốn bảo vệ sức khỏe của con gái là một mầm mống tương lai của đất nước, Đúng đúng đúng. đất nước sau này phát triển là nhờ con cái của chúng ta đó, chúng ta nên bảo vệ sức khỏe. Tại vì cái dòng bọc này người ta đã nói rồi, chỉ sử dụng được một lần và sử dụng xong rồi bỏ. Tại vì anh biết máy lạnh là sẽ dạng hút, nó sẽ hút cái này hút này vô, hút hết vô trong đồ ăn của anh, hút hết vô trong tủ lạnh của anh, gây ra nguy hiểm và gây ra ung thư, nhất là những bọc màu đen này nè, nó rất là nguy hiểm. Ông nói giỡn thiệt vậy? Anh để ý những cái bọc màu đen á, anh mua một mới về anh thấy là nó nghe một mùi hôi, tủ lạnh hút hết rồi anh không còn nghe mùi nữa đâu. Để tôi lấy cái khác tôi ngửi coi. Đúng rồi, anh lấy một bọc đen mới á, nghe hôi bọc đúng không? À, đúng không? Đúng rồi, nghe hôi bọc nè, cái hôi mùi bọc này nè. Thì bọc thì tạo ra nhựa, mất cái nhựa đó là nó dính vô đồ ăn của anh, Mà nhưng mà anh lại bỏ vô trong ngăn mát là không nghe mùi hôi nữa. Vì mùi nhựa hôi anh đi đâu? thì nó đi vô Vô thật. thức ăn, vô trong tủ lạnh, nằm trong lạnh chứ làm đâu, rất là nguy hiểm. Cho nên á, những cái bọc này nè ta bán cho anh á để anh đựng thôi chứ không phải dùng để anh bảo quản. Nghĩa là đừng đem về. Người ta cũng nói cái này là dùng để đựng thôi, đựng thức ăn, đựng cho anh mang về thôi, chứ không ai nói anh là đùm để anh mang cái đồ đựng này bảo quản. Cái này là bỏ nè, thứ hai là cái này là mang bỏ chỗ khác giùm nè, cái này anh mang bỏ chỗ khác giùm nè, ba cái đầu rác nè. Bọc người ta bán dùng để đựng thôi chứ không phải là dùng để anh đựng thức ăn đâu. Đâu Ủa phải chứ đựng bây đâu, giờ hả, giờ không có đựng bọc có đựng vô cái gì không thần? cái bọc zip vẫn có một loại bọc cho anh mà, bọc zip á, bọc zip là bọc kéo á, bọc đó là người ta sản xuất cho dùng để bảo quản thức ăn, còn mấy cái bọc này là dùng để đựng thôi chứ không phải dùng để bảo quản thức ăn. Mấy bọc này á, khi mà anh mua mới về anh thấy nó hôi rình à, nó hôi là hôi chất hôi nó dễ gây ra ung thư. Là những cái bọc bọc zip hoặc đựng những cái hộp hình như hộp này đựng được không? Mấy cái hộp đó là người ta cho tái sử dụng lại thì được, nhưng mấy cái bọc này chỉ sử dụng một lần thôi. Anh mà bảo quản thức ăn nó rất nguy hiểm cho sức khỏe. Đồ, vậy từ nay đi trong tủ lạnh là không có bỏ bọc luôn hả? Anh nên mua những loại bọc zip để đựng rau đựng đồ nó ok hơn. Bọc bảo quản thức ăn mà kéo gắt lại hả? Đúng rồi. Đồ. Ừ. Đó cái sai lầm của tất cả mọi người là cứ mua đồ sẵn ở chợ có bọc sẵn là cứ nghĩ là ô có cái bọc đựng đỡ quá, thực sự đó là cái sai lầm của mọi người. Bọc người ta là chỉ sản xuất một lần dùng để đựng thôi chứ không dùng để bảo quản, và cái bọc mới của người ta rất là hôi, nhưng mà mọi người bỏ trong tủ lạnh tự nhiên mất mùi hôi, tại vì nguyên lý tủ lạnh là nó hút, nó sấy, nó khô, nó hút hết vô trong, cho nên mọi người không còn nghe mùi hôi của những cái bọc này nữa. Nhưng mà đổi lại là những đồ ăn hay cái gì mọi người sẽ nghe mùi hôi của bọc.
là như vậy thôi. Ừ, thì ra đó. Nhiều bữa tôi chế cái món này ăn nè. Ừ. Cảm giác mình nghe mùi ni lông mà tôi nghĩ là chắc cái này người ta làm gì mà nghe mùi ni lông ta. Đó là do cái bọc rồi đó. Mấy bọc đỡ nha, nhất mấy bọc đen. Tuyệt đối mấy bọc màu đen này là đừng bao giờ sử dụng mấy bọc đen. Tại vì tại sao người ta dùng bọc đen? Tại bọc đen là cái dạng giống như là nó là nặng nhất. Ba cái bọc màu nó còn đỡ, bọc màu trắng là nó đỡ nhất nè. Còn bọc màu đen là cái bọc nặng nhất. Mùi nó nặng kinh khủng luôn. Đù. Sai lầm, đừng bao giờ lấy mấy cái bọc màu đen chúng ta đựng thức ăn. Được rồi, nói chung là tôi cảm ơn ông. Bây giờ cái cục này đã đựng trong bọc đen. Ừ. Tôi sẽ chế biến cho món cho ông ngậu không thôi. Mọi người rút kinh nghiệm, đừng bao giờ mà lấy mấy cái bọc mua ngoài chợ về nhà mọi người đựng thức ăn nha. Nhớ đăng ký bật chuông.